Từ đầu hè đến nay, khóa tu mùa hè đã và đang diễn ra tại nhiều tự viện. Mỗi nơi có chương trình, nội dung khác nhau với nhiều điều mới lạ, hấp dẫn. Ngoài những bài học về đạo làm người, tiếp nhận các bài giảng Phật Pháp, học giáo lý cơ bản, những buổi học kiến thức xã hội cũng được chùa phối hợp với các ban ngành đẩy mạnh. Sự hào hứng, tiếng nói cười rộn ràng này là không khí của một buổi tuyên truyền an toàn giao thông của các cán bộ phòng cảnh sát giao thông tại khóa tu tuổi trẻ lần thứ 12 của Chùa Bằng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tại đây, 527 khóa sinh được thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông, những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, hậu quả, di chứng, hệ lụy đối với người bị nạn, gia đình và xã hội, một số hành vi vi phạm giao thông phổ biến ở lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên. Đối với tôi thì sư Chư Tôn Đức, các thầy rất nghiêm túc quan tâm trong cái việc là truyền tải những cái thông điệp và nhất là việc giảng dạy giáo dục pháp luật về các chuyên đề đến cho tất cả mọi người, tức là các Phật tử và nhất là đối với những cái lớp sơ khai, đó là các bạn học sinh sinh viên như thế này. Năm nay đã có rất nhiều những cải tiến hơn so với bài giảng của năm ngoái, lựa chọn những cái hình thức dễ nghe và dễ áp dụng đối với lứa tuổi này của các bạn, bởi vì ở lứa tuổi này của các bạn thì phải được thực hành cơ, và trong bài giảng của tôi năm nay đã có rất nhiều những phần thực hành mà gây cái sự tò mò thú vị cho tất cả các bạn ấy, và các bạn ấy đã có được những cái kiến thức cơ bản căn bản nhất để có thể điều khiển phương tiện vừa an toàn vừa đúng luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông để áp dụng vào trong cuộc sống đời thường của mình. Và tôi cảm thấy rất là vinh dự khi được đến đây để trở thành một báo cáo viên. Để buổi học thêm thú vị, gần gũi, ban tổ chức tạo cơ hội cho các em được thảo luận, trả lời các câu hỏi liên quan với các ví dụ, tình huống thường gặp khi tham gia giao thông và trải nghiệm thực tiễn bằng cách mang xà hình, thực hành lái xe điện tử, xe gắn máy dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của ban tổ chức. Em thấy vui, hào hứng với cả hồi hộp ạ. Em thích nhất là phần lái xe mô hình vì nó rất là vui nhộn và cũng mang đến nhiều tình huống gây bất ngờ. Em có tham gia trả lời câu hỏi và có được dạy những biển báo và cách là chấp hành các luật an toàn giao thông để không gây tai nạn giao thông cho mọi người và chính bản thân em. Ngày hôm nay em học được rất nhiều điều về luật an toàn giao thông và các biển báo để giúp mình thực hành tốt khi tham gia giao thông, và em cảm thấy buổi học này rất là bổ ích đối với em và tất cả các bạn, có những trải nghiệm thực tế giúp mà các bạn có trải nghiệm thực với đời sống để giúp các bạn hiểu và thực hành tốt khi tham gia giao thông. Buổi tuyên truyền phần nào giúp các em thanh thiếu niên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành pháp luật giao thông đường bộ. Đồng thời, qua đây không chỉ nhà chùa mà chính các em sẽ trở thành cầu nối để tuyên truyền cho người thân trong gia đình và mọi người chú ý hơn khi tham gia giao thông.